Xin được chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đang đến với chương trình giới thiệu sản phẩm của AZ Shop. Thưa quý vị, với tình trạng môi trường ở đất nước chúng ta hiện nay đang ô nhiễm rất nhiều và đặc biệt là tầng ozone đang bị thủng thưa quý vị. Do vậy thì cái cường độ của các tia UV chiếu vào rất là gây hại cho mắt của mỗi người chúng ta. Và đặc biệt là đối với xã hội chúng ta bây giờ, chúng ta phải di chuyển ở ngoài đường ít nhất là 4 tiếng một ngày, từ ông bà, cha mẹ và cả các em thiếu nhi nữa. Các cái tác nhân gây hại cho mắt, ví dụ như là khói bụi, ví dụ như các hóa chất thải ra từ các nhà máy xí nghiệp, hoặc là những hạt mưa có bụi có kèm theo cả axit trong đó nữa. Tất cả những tác nhân đó đều có hại và tổn hại cho mắt của chúng ta. Và hiểu được những vấn đề đó thì chúng tôi hôm nay sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị một bộ 4 sản phẩm mắt kính bảo vệ toàn diện của thương hiệu Kin. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay một đơn hàng thành công, quý vị sở hữu bộ mắt kính gồm 4 chiếc quý vị nha. Trong chương trình giờ vàng giá sốc giảm ngày 300.000 đồng. Như vậy mức đầu tư ban đầu 799.000 đồng, hãy quên mức giá này đi quý vị ạ. Giảm ngay 300.000 đồng và mức giá quý vị chỉ cần bỏ ra là 499.000 đồng mà thôi. Tặng kèm cho quý vị đó chính là một bộ ví và thắt lưng VNL quý vị nha. Một thương hiệu uy tín và chất lượng trong sản phẩm thời trang đây quý vị ạ. Và bên cạnh đó tặng kèm cho quý vị hai mắt kính bảo hộ trẻ em, hai bạc phủ xe máy và bên cạnh đó là một hộp mũ kính quý vị ạ. Chương trình bảo hành vô cùng ưu đãi luôn này quý vị. Một đổi một trong vòng 7 ngày quý vị nha. Mình mua về mình kiểm tra đi sản phẩm chính có vấn đề đúng không? Gọi cho AZ Shop chúng tôi sẽ đổi một cho quý vị trong vòng 7 ngày quý vị ạ. Hãy nhanh tay gọi điện thoại đặt hàng với số tổng đài 028 38 96 98 98, hoặc quý vị có thể truy cập vào website azshop.net.vn đặt hàng trực tuyến. Quý vị ở đâu chúng tôi giao hàng tận nơi cho quý vị khách hàng trên toàn quốc. Bộ 4 kính bảo vệ mắt toàn diện cao cấp thương hiệu Kin được thiết kế với form dáng thể thao phù hợp cho cả nam và nữ, thiết kế phù hợp cho mọi mặt người, từ tròn, vuông, trái xoan và dành cho cả nam và nữ thưa quý vị. Trong kính được thiết kế ôm sát và cong theo toàn bộ khu vực mắt, giúp mắt kính không bị mờ khi thở hay trong sương mù và hạn chế bụi bay vào mắt, rất phù hợp với đất nước chạy xe máy nhiều như đất nước Việt Nam chúng ta. Trong kính được tráng thủy tinh giúp hạn chế nước đọng lại trên mặt kính, không hạn chế tầm nhìn khi chúng ta di chuyển khi ở dưới trời mưa. Trong kính được làm bằng nhựa cao cấp, bền, nhẹ và dẻo, dễ uốn cong, có tác dụng ôm sát vào hai bên đầu của chúng ta, giúp cố định kính khi di chuyển ở ngoài trời. Trong kính được làm bằng nhựa polycarbonate, dẻo dai, không gây vỡ kể cả khi bẻ cong hoặc rơi từ trên cao xuống. Chống tia UV 380 bảo vệ tuyệt đối cho mắt của bạn dưới ánh nắng mặt trời suốt cả ngày. Khi mua bộ 4 kính bảo hộ đa năng Kin, quý vị sẽ nhận được rất nhiều những quà tặng giá trị và chất lượng, bao gồm một bộ ví da và dây nịt VNL, một hộp đựng mắt kính, hai kính bảo hộ dành cho trẻ em và hai bạc phủ xe máy. Giá thị trường 799.000 đồng, giảm ngay 300.000 đồng, nay chỉ còn 499.000 đồng. Chương trình này chỉ áp dụng trong giờ phát sóng. Hãy nhanh tay để không bỏ lỡ cơ hội vàng này. Quý vị thân mến, hẳn nhiên ai cũng hiểu tầm quan trọng của đôi mắt. Ở đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đúng không thưa quý vị? Và nếu như mà chúng ta không bảo vệ đôi mắt của chúng ta thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến đôi mắt và làm cho đôi mắt của chúng ta bị hư hại và ảnh hưởng tới sức khỏe nữa quý vị nha. Vậy thì ngày hôm nay quý vị ơi, chúng tôi mang tới một cái gợi ý cho tất cả quý vị, đó chính là mắt kính thời trang rất là chuyên dụng để bảo vệ đôi mắt cho quý vị đến từ thương hiệu Kin với dòng sản phẩm cao cấp và chất lượng quý vị ạ. Tránh được tia UV với tiêu chuẩn là 380 nhưng đạt tối đa là tới 400 quý vị ạ. Như vậy quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Thưa tất cả quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại sao quý vị thắc mắc không phải bán một chiếc, hai chiếc mà chúng tôi bán tới một bộ là 4 chiếc mắt kính thì chắc chắn là sẽ đủ cho những người thân của chúng ta đây. Hoặc là nhiều khi trẻ em cũng cần phải có để đeo mắt kính để bảo vệ đôi mắt. Chúng tôi cũng có tặng kèm cho quý vị luôn mà quý vị không cần phải mua. Nhưng mức đầu tư thì quá hấp dẫn quý vị ạ. Và quý vị ơi, hãy nhìn xem một loạt những chiếc mắt kính ngày hôm nay. Một kiểu dáng với một thiết kế rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng thôi. Cái điều quan trọng là chống được tia UV 400 để bảo vệ đôi mắt của chúng ta. Và ngay cả bản thân Thanh Trang đây cũng đang sử dụng chiếc mắt kính Kin, một thiết kế vô cùng đơn giản. Chúng ta đeo vào thôi, bản thân Thanh Trang đeo vào, Thanh Trang cảm thấy là rất là nhẹ, nó không nặng cái đôi mắt của chúng ta, tránh cái tình trạng khó chịu, mệt mỏi. Và ngoài ra cái gọng của chiếc kính này nhá, thì được làm bằng nhựa dẻo. Chính vì vậy mà chúng ta có thể bóp vào một cách dễ dàng như thế này nè. Để làm gì ạ? Để cho khi chúng ta đeo mắt kính vào á, thì cái phần gọng này nó sẽ ôm sát đến cái phần đầu của chúng ta. Thế ôm sát như thế này thì nó cũng rất là thời trang, cũng rất là thẩm mỹ.
Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị là bộ 4 kính bảo hộ đa năng Kins với trong kính được làm bằng nhựa polycarbonate, chất liệu vô cùng mềm dẻo giúp cho quý vị hạn chế tối đa vết trầy xước hoặc bể vỡ. Để chứng minh cho điều này, Quang Đức sẽ làm một thí nghiệm ngay tại phim trường của AZ Shop để cho tất cả quý vị chúng ta có thể cảm nhận về chất lượng và tính năng của sản phẩm. Trước tiên, Quang Đức sẽ dùng lực của tay để vặn thử trong kính của bộ kính Kins quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, Quang Đức đã dùng hết sức của mình để vặn chiếc tròng kính như thế này, vặn vào trong rồi lại vặn ngược lại này, vặn với một lực rất mạnh. Như chiếc tròng kính của chúng ta thì sao ạ? Quý vị quan sát xem mà tròng kính không hề bị gãy, cũng không hề có bất kỳ một dấu hiệu rạn nứt nào hết. Quá tuyệt vời phải không nào thưa quý vị? Chưa hết đâu thưa quý vị sẽ tiếp tục quan sát thêm nhé. Quang Đức sẽ dùng một lực rất mạnh để ném chiếc kính này xuống sàn và chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra nhé. Một cái này, Quang Đức ném tiếp một cái nữa nha. Thêm một lần nữa thưa quý vị, Quang Đức ném rất mạnh như thế này đây, nhưng quý vị nhìn xem, cả trong kính và mặt kính không hề bị rạn nứt, bể vỡ hay trầy xước gì hết thưa quý vị. Còn nữa thưa quý vị, Quang Đức sẽ dùng chân để dẫm lên chiếc kính của chúng ta. Và quý vị ơi, Quang Đức đang dẫm rất mạnh, dẫm liên tiếp 2 đến 3 cái như thế này. Và quý vị có thể quan sát thấy trong kính không hề bị bể vỡ và cũng không hề bị trầy xước thưa quý vị. Quá tuyệt vời đúng không nào? Còn bây giờ quý vị hãy cùng quan sát nhé. Quang Đức sẽ đặt gọng kính Kins lên mặt bàn, sau đó sẽ dùng một chiếc búa to như thế này và sẽ tác động một lực rất mạnh lên tròng kính của chúng ta xem sao. Chuyện gì sẽ xảy ra? Quý vị hãy cùng quan sát nhé. Một cái này, rồi 2, 3, 4 cái thưa quý vị. Quang Đức đập chiếc búa liên tiếp như thế này lên mặt tròng kính và quý vị ơi, quý vị thấy không ạ? Trong kính của chúng ta không hề có một vết nứt hay một vết chảy xước nào xảy ra thưa quý vị. Quang Đức cũng không thể tin nổi quý vị ạ. Quá chất lượng đúng không nào? Còn chần chờ gì nữa thưa quý vị? Và chưa dừng lại ở đó đâu thưa quý vị. Quý vị hãy cùng Quang Đức chứng kiến xem Quang Đức sẽ đặt chiếc kính của chúng ta trên mặt đường như thế này đây. Quý vị hãy nhìn xem nha. Một chiếc ô tô đang đi từ từ lăn cả hai bánh ngang chiếc tròng kính như thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và Quang Đức nhặt chiếc tròng kính lên để cho quý vị xem. Tròng kính chẳng hề có bất cứ một vết rạn nứt nào chảy xước hết. Quá bất ngờ và quá tuyệt vời đúng không nào? Độ bền của sản phẩm của chúng ta quả thật là hết sức tuyệt vời cho quý vị. Đến đây thì thật sự Quang Đức đã hoàn toàn bị chinh phục về chất lượng và độ bền của bộ 4 kính bảo hộ đa năng Kins rồi. Tuy nhiên, Quang Đức còn muốn chứng minh thêm một điều nữa cho quý vị chúng ta cùng xem. Bộ 4 kính bảo hộ đa năng Kins không chỉ bảo vệ đôi mắt cho quý vị khỏi nắng, bụi và vật lạ. Vậy còn những ngày thời tiết mưa thì sao? Thông thường vào lúc trời mưa thì nước mưa sẽ hay tạt vào mắt và gây cảm giác vô cùng đau buốt đúng không quý vị? Và nhất là khi chúng ta đang lưu thông trên đường thì lại vô cùng nguy hiểm bởi vì chúng ta sẽ không tự chủ được tay lái, sẽ dễ dàng gây tai nạn đáng tiếc đúng không nào? Và hiểu được điều đó mà ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa ra cho quý vị một bộ kính Kins để bảo vệ đôi mắt của quý vị ngay cả khi trời mưa và gió. Quang Đức sẽ làm một chứng minh nhỏ cho quý vị chúng ta cùng quan sát. Trên tay Quang Đức là một bình nước và Quang Đức sẽ xịt bình nước lên bề mặt tròng kính xem sao nha. Xem mặt kính có bị đọng nước không thưa quý vị? Vâng, quý vị có thể thấy Quang Đức đã xịt rất nhiều nước như thế này, rất nhiều đúng không thưa quý vị? Nhưng quý vị quan sát mà xem, không hề có bất cứ một giọt nước nào đọng lại trên bề mặt của tròng kính. Quá tuyệt vời đúng không nào thưa quý vị? Như vậy thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm để đeo bộ kính bảo hộ đa năng Kins này ngay cả khi trời tiết nắng nóng cũng như là vào những ngày mưa gió để bảo vệ đôi mắt của chúng ta một cách hoàn hảo nhất trong mọi hoàn cảnh quý vị nhé. Vậy thì những lúc thời tiết sương mù thì sao ạ? Quý vị hãy quan sát mà xem, người mẫu của chúng ta đang thử hà hơi vào mắt kính. Cô ấy hà hơi nhé, một lần, hai lần rồi lại ba lần. Ô, và mắt kính của chúng ta vẫn hoàn toàn không bị mờ thưa quý vị, không hề có bất cứ một giọt nước nào đọng lại. Bộ 4 kính bảo hộ đa năng Kins, trong kính được làm bằng polycarbonate có tính chống và đập cao, trong mỏng, chống chảy xước và khó vỡ. Chống tia UV lên đến 400, các phần tiếp xúc với tai, mũi được làm bằng silicone, tạo cảm giác thoải mái khi đeo, linh động, ôm gọn gương mặt và không bị trơn trượt khi vận động. Trong kính được thiết kế ôm gọn mắt, giúp hạn chế tối đa khói bụi, dị vật và côn trùng vào mắt. Gọng kính được làm từ nhựa PC và BB nên vô cùng mềm mại và êm khi đeo, độ bền màu cao, không bong tróc sau thời gian dài sử dụng. Điểm cộng cho bộ 4 kính bảo hộ đa năng Kins đó chính là chống nắng chói và chống hơi nước. Đây là điểm nổi bật so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Trong kính Kins rất nhẹ, tạo cảm giác thoải mái, bảo vệ mắt tốt cho người sử dụng. Tránh gió, tránh bụi và chống chói đèn pha ô tô, xe máy khi đi vào buổi tối. Bộ 4 kính bảo hộ đa năng Kins có độ bền cực cao, khó vỡ do va đập mạnh. Dù cố tình bẻ cong tròng kính hay dùng búa đập thì tròng kính vẫn không hề sợ bể. Hạn chế trầy xước do va quẹt trong quá trình sử dụng.
Bộ 4 kính bảo hộ đa năng KISS còn có khả năng hạn chế tia UV lên đến 400, kết quả kiểm nghiệm được thông qua bởi Vinacontrol. Bộ 4 kính bảo hộ đa năng KISS có thiết kế đặc biệt unisex, phù hợp với khuôn mặt của cả nam và nữ. Bộ 4 kính bảo hộ đa năng KISS phù hợp với mọi đối tượng thuộc các ngành nghề, từ nhân viên văn phòng, sinh viên, học sinh, lái xe, thợ xây, thợ hàn, nhân viên giao nhận, và lại còn rất thời trang, tôn lên các đường nét trên khuôn mặt của các diễn viên, của người mẫu. Kính dễ dàng phối hợp với các trang phục khác nhau như jeans, kaki, áo thun, áo sơ mi, váy đầm và hầu hết các trang phục mà quý vị yêu thích. Kính luôn giúp cho chúng ta làm nổi bật lên cá tính và phong cách riêng của người đeo mà vẫn giữ được sự chỉnh chu. Có thể nói nhờ thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, cá tính, bộ 4 kính bảo hộ đa năng KISS có thể dùng mọi lúc, mọi nơi mà vẫn phù hợp thời trang và không lo bị lỗi mốt. Bộ 4 kính bảo hộ đa năng KISS chống kính, dẻo dai, khó bể, khó chảy xước, chống tia UV. Bộ 4 kính bảo hộ đa năng KISS chống tia UV, chống hơi nước, chống bụi, chống va đập. Bộ 4 kính bảo hộ đa năng KISS, cổng kính làm từ nhựa PP và PC nên rất bền và êm. Trong kính làm bằng polycarbonate. Phần tiếp xúc tai và sóng mũi được làm bằng silicone, chống tia cực tím lên đến 400, chống va đập, hạn chế chảy xước, khó vỡ. Bộ 4 kính bảo hộ đa năng KISS với tính năng 3-in-1, vừa là kính bảo hộ, vừa là kính mát và vừa là kính thời trang, bảo vệ đôi mắt của bạn trên mọi nẻo đường. Bộ 4 kính bảo hộ đa năng KISS phù hợp với mọi khuôn mặt, từ mặt chữ điền, mặt trái xoan, mặt tròn cho đến mặt dài. Bộ 4 kính bảo hộ đa năng KISS phù hợp với mọi đối tượng, thanh niên nam nữ, người già và cả trẻ em, giúp bảo vệ tối đa cho đôi mắt và còn tôn thêm đường nét trên gương mặt của người đeo. Khi mua bộ 4 kính bảo hộ đa năng KISS, quý vị sẽ nhận được rất nhiều những quà tặng giá trị và chất lượng, bao gồm một bộ ví da và dây nịt VNL, một hộp đựng mắt kính, hai kính bảo hộ dành cho trẻ em và hai bạc phủ xe máy. Giá thị trường 799.000 đồng, giảm ngay 300.000 đồng, nay chỉ còn 499.000 đồng. Chương trình này chỉ áp dụng trong giờ phát sóng. Hãy nhanh tay để không bỏ lỡ cơ hội vàng này. Trên đây là các minh chứng cho độ bền và độ siêu chất lượng của trong kính bảo hộ đa năng KISS. Vậy còn gọng kính của chúng ta thì sao ạ? Gọng kính KISS được làm từ nhựa PC và nhựa PP nên vô cùng mềm dẻo và tạo cho người đeo một cảm giác vô cùng êm ái và dễ chịu. Quý vị nhìn xem nhựa PP và PC mềm dẻo như thế nào nha. Quán Đức sẽ vặn gọng kính rất là mạnh theo nhiều hướng như thế này, vặn sang trái rồi lại vặn sang phải rồi lại bẻ gập lại. Vậy mà gọng kính của chúng ta như thế nào thưa quý vị? Quý vị có thể quan sát thấy không ạ? Gọng kính của chúng ta không hề bị gãy hay biến dạng gì hết thưa quý vị. Chính nhờ chất liệu PC và PP nên làm cho gọng kính có độ dẻo dai, bền chắc và mềm mại như thế đó thưa quý vị. Gọng kính rất dẻo và rất mềm nên khi chúng ta đeo vào thì sẽ ôm khít sát khuôn mặt của người đeo, cho dù là khuôn mặt tròn hay là dài. Rất là tiện lợi có đúng không nào thưa quý vị? Một điểm cộng nữa của bộ 4 kính bảo hộ đa năng KISS mà Quang Đức muốn nhấn mạnh và chia sẻ đến quý vị ngày hôm nay đó chính là sản phẩm của chúng ta không chỉ đảm bảo về chất lượng, về tính năng siêu bền mà còn đảm bảo về tính thẩm mỹ và thời trang, phù hợp với mọi khuôn mặt, từ mặt tròn cho đến mặt dài, từ mặt trái xoan và cả mặt chữ điền. Được thiết kế theo phong cách unisex nên phù hợp với cả nam và nữ. Về chất lượng đã được Vinacontrol công nhận nên không chỉ phù hợp cho thiếu niên mà còn hoàn toàn phù hợp cho cả người già và trẻ em thưa quý vị. Sản phẩm vô cùng chất lượng, siêu bền nên phù hợp với mọi đối tượng thuộc các ngành nghề như là nhân viên văn phòng, sinh viên, học sinh, lái xe, thợ xây, thợ hàn và cả nhân viên giao nhận. Lại còn rất thời trang nữa thưa quý vị, tôn lên các đường nét trên khuôn mặt của diễn viên và các bạn người mẫu. Quá tuyệt vời đúng không nào thưa quý vị? Thưa quý vị, và một tính năng cuối cùng mà Quang Đức muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là khả năng chống tia UV. Và như chúng ta đã biết thì cái tia UV 400 là một trong những tia UV có tác hại cực mạnh đến mắt của chúng ta đúng không nào? Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là trên tay Quang Đức hiện tại đang cầm một sản phẩm kính trên thị trường. Và chúng tôi sẽ tiến hành đo để xem rồi cái mức độ chống tia UV của sản phẩm kính này là bao nhiêu quý vị nhé. Chúng ta có thể quan sát các thông số trên chiếc máy đo tia UV. Và quý vị có thể thấy à, với chiếc mắt kính này thì hoàn toàn không có khả năng chống tia UV và các thông số của chúng tôi hoàn toàn giữ nguyên ở mức con số 0 như ban đầu. Đó, thưa quý vị, chúng ta có thể quan sát rất kỹ, Quang Đức đã để cả hai tròng kính lên trên chiếc máy đo và số vẫn không hề có bất cứ một sự thay đổi nào. Vậy thì còn đối với cái sản phẩm của chúng ta thì sao ạ? Quang Đức sẽ tiếp tục làm hành động tương tự như vậy nhưng với chiếc mắt kính của thương hiệu Skin. Rồi, đây ạ, thưa quý vị có thể quan sát thật kỹ và thông số của chúng ta chiếc mắt kính đã thể hiện thưa quý vị chống tia UV 400. Và tiếp theo là tròng kính bên này
vẫn là 400. Chúng tôi đã thiết kế đồng đều cả hai bên tròng kính được quý vị, chống tia UV 400 là một trong những tia UV có tác hại cực mạnh cho mắt của chúng ta, cho nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng khi sử dụng sản phẩm này. Hãy là một vị khách hàng thông minh khi sở hữu cho mình một bộ sản phẩm với giá cực kỳ ưu đãi và chất lượng lại cực kỳ tốt. Khi chúng ta mua một bộ sản phẩm 4 chiếc kính của chúng tôi thì không dừng lại ở đó mà con số sẽ tăng lên thành 6 chiếc mắt kính, bởi vì trong những cái sản phẩm quà tặng thì chúng tôi còn tặng thêm cho quý vị hai sản phẩm kính dành cho trẻ em nữa. Quá tuyệt vời đúng không nào? 6 sản phẩm kính có thể là ông bà sử dụng, cha mẹ sử dụng và con cái đều có thể sử dụng luôn. Tôi quan đức chợt nghĩ là nếu như một gia đình mà 6 người chúng ta cùng sử dụng một cái sản phẩm đồng bộ như thế này thì hết sức tuyệt vời và dễ thương đúng không nào? Điều đặc biệt của chiếc mắt kính Kin không chỉ là thời trang tiền dùng mà bên cạnh đó chất lượng. Và chất lượng ở đây thì chúng tôi hoàn toàn có thể yên tâm khi mà chúng tôi giới thiệu với quý vị khách hàng ngày hôm nay. Tại vì sao ạ? Tại vì đã có Vina Control. Đây là một trong những cái nơi giám định uy tín tại thị trường Việt Nam với chiếc mắt kính Kin đã được giám định là có thể có khả năng kháng tia UV tới chuẩn là 380 và với đạt tối đa là 400 quý vị ạ. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta đeo chiếc mắt kính Kin thì chúng ta cảm thấy an tâm và bảo vệ đôi mắt của mình cũng trời nắng cũng như là trời mưa cũng như những cái tác hại xung quanh. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay một đơn hàng thành công, quý vị sở hữu bộ mắt kính gồm 4 chiếc quý vị nha. Trong chương trình giờ vàng giá sốc giảm ngày 300.000 đồng, như vậy mức đầu tư ban đầu 799.000 đồng, hãy quên mức giá này đi quý vị ạ, giảm ngay 300.000 đồng và mức giá quý vị chỉ cần bỏ ra là 499.000 đồng mà thôi. Và một điều nữa thưa quý vị, chưa dừng lại ở việc giảm giá cực kỳ ưu đãi mà hôm nay khi quý vị mua sản phẩm hoàn thành một hóa đơn thành công, quý vị sẽ được tặng một bộ sản phẩm quà tặng cực kỳ hấp dẫn. Giờ vàng giá sốc và quà tặng này chỉ có trong khung giờ phát sóng này mà thôi quý vị ạ. Quý vị nhớ nè, quý vị sẽ kiểm tra quà tặng của chúng ta có 2 bạc để phủ chiếc xe máy của chúng ta. Trời nắng cũng như trời mưa chúng ta không có sợ là xe sẽ bị hư hại quý vị nha. Và thưa tất cả quý vị, trong bộ sản phẩm quà tặng ngày hôm nay chắc chắn là đứng ngoài râu cũng rất là thích đây. Chúng tôi tặng kèm cho quý vị đó chính là một bộ ví và dây nịt thương hiệu VNL, thương hiệu uy tín. Với dòng sản phẩm thời trang cao cấp bằng da tổng hợp như thế này thì cũng rất là tiện ích cho đứng mày râu. Chưa hết quý vị nha, còn tặng kèm cho quý vị đó chính là 2 chiếc mắt kính trẻ em nữa quý vị ạ. Chúng ta cũng cần bảo vệ những đôi mắt của các bé trong gia đình của mình. Và thưa tất cả quý vị, yên tâm đi, với chất lượng của dòng sản phẩm thương hiệu Kin thì cũng được thiết kế rất là đồng bộ về cả kiểu dáng cũng như là chất lượng quý vị ạ. Đầu tiên thì Thanh Trang cũng đã chia sẻ với quý vị đó chính là chất liệu của chiếc mắt kính của trẻ em á, thì cũng được làm bằng nhựa polycarbonate rất là dẻo, rất là mềm quý vị nha, và tránh được cái sự va đập rất là cao, và ngoài ra thì tránh dày xước nữa, đi nắng đi mưa cũng đều được hết, thì cũng chống tia UV tới 400 quý vị ơi. Và ngoài ra thì quý vị cũng thấy gọng thì cũng bằng nhựa nhưng mà tuy nhiên thì cũng rất là mềm, tránh cái sự cọ sát vào da của trẻ dễ bị tổn thương đúng không, nhưng mà nhựa mềm, chính vì vậy cũng hoàn toàn yên tâm quý vị ạ. Khi mà đeo cho trẻ em á, thì các bé cũng sẽ cảm thấy là rất là dễ chịu. Và thưa tất cả quý vị, tất nhiên rồi, trong bộ sản phẩm quà tặng ngày hôm nay, chúng ta mua kính thì chúng ta phải được tặng hộp kính nhé chứ. Thưa tất cả quý vị, đó, thêm một chiếc hộp kính như thế này nữa để làm gì ạ? Để chúng ta dễ dàng bảo quản và cất giữ những chiếc kính của chúng ta quý vị nhá. Chúng ta cũng chỉ cần đơn giản để vào bên trong này thôi quý vị ạ. Rất là đơn giản, rất là dễ dàng để chúng ta có thể bảo vệ những chiếc mắt kính của mình. Đó, tránh thất lạc nữa chứ, rất là an toàn luôn. Có thêm một chiếc dây đeo như thế này cũng rất là tiện lợi quý vị ạ. Hãy nhớ nha quý vị, chỉ có trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay mà thôi, thêm một chương trình ưu đãi bảo hành cho quý vị khách hàng, đó chính là một đổi một trong vòng 7 ngày quý vị nha. Hãy nhanh tay gọi điện thoại đặt hàng với số tổng đài 028 38 96 98 98, hoặc quý vị có thể truy cập vào website azshop.net.vn đặt hàng trực tuyến. Quý vị ở đâu chúng tôi giao hàng tận nơi cho quý vị khách hàng trên toàn quốc. Thưa quý vị, nói đến đây thì thời lượng cũng đã hết. Thanh Trang và Quang Đức cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe những điều chúng tôi chia sẻ. Hẹn gặp lại quý vị cho những sản phẩm cần thiết khác trong cuộc sống của quý vị, giúp cho cuộc sống của quý vị trở nên tiện nghi và hiện đại hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.